ngày 26 tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank đã tổ chức thành công sự kiện Sống khỏe để yêu thương. Chương trình bao gồm các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, ra mắt thẻ Visa Debit Sống khỏe, ra mắt quỹ khuyến tài Sống cho tương lai nhằm đồng hành cùng các thế hệ sinh viên Việt Nam trong hành trình phấn đấu và có thành tích tốt trong học tập cùng nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn. Điểm nhấn trong chương trình là sự kiện ra mắt thẻ Visa Debit Sống khỏe. Đây là dòng thẻ ghi nợ quốc tế của Vietinbank với nhiều tính năng ưu việt, đem đến tiện ích tối đa cho khách hàng, hướng đến một cuộc sống đáp ứng đủ 4 phương châm: sống khỏe, sống đẹp, sống an toàn, sống cho tương lai. Chương trình Sống khỏe để yêu thương đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu như Mỹ Tâm, Khắc Việt, Zatati, Phương Ly. Với quy mô hoành tráng, đầu tư kỹ lưỡng, Vietinbank không chỉ mang đến một chương trình ra mắt thẻ Visa Debit Sống khỏe đơn thuần, mà còn là một đêm nhạc siêu ấn tượng dành để tri ân những khách hàng đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Vietinbank trong suốt chặng đường phát triển của mình. Trước đó, chương trình Sống khỏe để yêu thương đã thu hút đông đảo sự tham gia của các bạn trẻ bằng những trò chơi vận động hấp dẫn như đấu sumo, đụng bóng, truy tìm QR code với những phần quà giá trị. Bên cạnh đó, màn flashmob đẹp mắt cùng giai điệu trẻ trung đã tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng, tự hào tinh thần của Vietinbank đến cộng đồng. Dự kiến sự kiện Sống khỏe để yêu thương sẽ đến với quý khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 6 tới đây. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.